Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Winter. Trước mặt mình đây đang là một số mẫu cảm màn hình, và cụ thể hơn nữa thì nó là những chiếc 5700 và 5700XT. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có một chủ đề, đó là chính là phân tích về mặt ngoại hình cũng như là hiệu năng hay là nhiệt độ, để cùng theo dõi xem là những chiếc card này sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng nào. Và chủ đề này thì các bạn cũng đã yêu cầu một thời gian dài rồi, tuy nhiên đến bây giờ bọn mình mới có cơ hội làm, là lý do bọn mình phải chờ những chiếc card này về với thị trường Việt Nam thì mới có cơ hội được trên tay và trải nghiệm để chia sẻ với các bạn. Và không phải để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Một điều cần phải làm rõ đó là tất cả những chiếc card màn hình đây thì không phải là toàn bộ những mẫu card màn hình 5700 hay là 5700XT đang có mặt trên thị trường, mà đây chỉ là những mẫu bọn mình có cơ hội được trải nghiệm ở trên tay và chia sẻ cho các bạn thôi. Thế nên là trong nội dung video này chúng ta sẽ chỉ làm việc với những thứ mà chúng ta đang có. Hãy đến với chiếc 5700 Pulse đến từ một thương hiệu khá nổi tiếng từ thời xưa, đó chính là Sapphire. Cái tên này thì đã từng có một thời gian làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam rồi, tuy nhiên là họ đã một thời đã rút khỏi thị trường Việt Nam và không còn kinh doanh nữa. Tuy nhiên thì đến gần đây thì với sự trở lại của AMD thì họ cuối cùng cũng đã một lần nữa quay trở lại để cho các bạn những cái lựa chọn xứng đáng trong tầm giá. Về thiết kế thì mẫu càng này cho chúng ta một cảm giác khá là cơ bản khi nó có hai cái quạt lớn ngay phía trước và một mặt nạ bằng nhựa. Ở phía dưới hai chi tiết này đó chính là hệ thống tản nhiệt làm bằng đồng và nhôm. Chúng ta sẽ có hai ống dẫn nhiệt bằng đồng mạ nickel rất là đẹp ở đây, và những hệ thống lá tản làm bằng nhôm cũng giống như trên những mẫu càng cao cấp khác. Và khi các bạn để ý kỹ hơn một chút thì các bạn sẽ thấy ở phía dưới chúng ta sẽ có những cái tản nhiệt dành cho VRM và chip nhớ, và khá là ok và cũng khá là hiếm thấy trên những cái mẫu card gọi là trung cấp như thế này. Để nói về phần LED RGB thì chúng ta sẽ không thấy nhiều chi tiết ở đây, và chúng ta sẽ chỉ có phần logo Sapphire ở nằm phía cạnh bên là sẽ có thể là phát sáng LED mà thôi. Và nếu mà nói về độ dài của chiếc cảm hình này so với mẫu cơ bản thì nó hoàn toàn giống mẫu với mẫu cơ bản của AMD. Và các bạn sẽ có những kết nối là 8+6 pin ở đây, và nó ở vị trí nó cũng không gọi là quá tốt để đi dây. Tuy nhiên thì nếu mà nói chung thì đây vẫn là một chiếc card khá là ok trong tầm giá, và hiện tại giá của nó đang là 10.590.000. Thì đây cũng là một lựa chọn khá là ok ở trong cái phân khúc này. Và nếu các bạn đang có nhu cầu thì hoàn toàn có thể đến những showroom của bọn mình để xem trực tiếp và cùng trên tay cầm nắm sản phẩm này. Cũng có cùng mức giá trên 10 triệu đồng, đó chính là chiếc Asus RX 5700 Gaming TUF X3. Thì đây là một thiết kế vừa lạ vừa quen của Asus, khi mà đây là thiết kế mà họ đã áp dụng rất nhiều cho những chiếc card của Nvidia rồi. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là chúng ta sẽ có 3 quạt tản nhiệt chứ không phải 2 như các bạn vẫn thường thấy thông thường. Tông màu chủ đạo của sản phẩm này là một cái màu đen xám khá là truyền thống, và chắc chắn nó sẽ không gây mất tập trung khi các bạn sử dụng. Và cái thiết kế của chiếc card này nó cảm giác rất là chắc chắn và nặng tay khi cầm lên. Và mình nghĩ là với cái thiết kế 3 quạt này thì không tới gì làm ngạc nhiên nếu mà chiếc card này đạt được thứ hạng cao trong bài test nhiệt độ. Với việc chiều dài của bo mạch đã được kéo dài ra hẳn hoi luôn thì cái đầu 8+6 pin đã ở một vị trí rất là tốt để các bạn đi dây. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có những cổng kết nối giống hệt với dưới bản tiêu chuẩn của AMD và không có gì khác biệt ở đây cả. Đó vẫn là những cái cổng HDMI 2.0 và cổng DP 1.4. Nằm cuối cùng trong danh sách của những chiếc 5700 tùy biến ngày hôm nay đó chính là chiếc MSI 5700 Max. Năm nay thì MSI đã có một cái tên khá là ngắn gọn để đặt tên cho các sản phẩm của mình. Đây là một điều khá là đáng khen. Thực tế thì không có nhiều điều để nói về sản phẩm này khi mà cái khác biệt duy nhất của nó so với phiên bản Ventus chỉ là màu sắc mà thôi. Chúng ta vẫn sẽ có một bảng mạch dài không khác gì so với phiên bản tiêu chuẩn, và cái điểm cộng duy nhất mà mình thấy ở trên sản phẩm này đó chính là nó chỉ cần một đầu nguồn 8 pin để sử dụng mà thôi. Và về cổng kết nối thì các bạn vẫn sẽ có 4 cổng cơ bản ở phiên bản mặc định, và cái tản nhiệt này thì nó cũng không có cái gì khác biệt so với bản Ventus cả. Vì thế là cái phiên bản này sẽ là phiên bản 5700 tùy biến rẻ nhất đang bày bán ở Hà Nội Winter. Nó có giá chỉ khoảng là 9.990.000 đồng mà thôi. Giờ là lúc để chúng ta nói về những chiếc 5700XT. Có một sự thật là từ khi ra mắt thì những chiếc 5700XT đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các bạn. Lý do ban đầu bởi vì là AMD đã định giá cho sản phẩm này chỉ hơn với 5700 khoảng 1 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên đến với những phiên bản tùy biến này thì câu chuyện nó hoàn toàn khác. Cái mức giá chênh lệch đã rơi từ khoảng từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng. Vậy thì với mức đầu tư cao hơn các bạn sẽ nhận được những gì? Tất nhiên là với những cái phiên bản này thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, và cái sự tùy biến của nó sẽ rất là sâu. Và ngay ở đây thì chúng ta có mẫu Sapphire Nitro Plus 5700XT. Đây là một cái phiên bản mà có thể nói rằng là Sapphire đã cố gắng đem tất cả những gì tốt nhất của họ lên một sản phẩm card đồ họa. Khi chúng ta có một cái thiết kế vô cùng đẹp, vô cùng ngầu, và có một cái backplate rất là đẹp được gia công rất tỉ mỉ và cẩn thận ở đây. Và về sản phẩm này thì đèn LED RGB của nó được trang bị ở những vị trí khá quan trọng như là logo ở phía mặt bên cũng như là logo ở trên mặt sau của backplate. Thì khi bật lên thì các bạn sẽ có một cái hiệu ứng LED vô cùng đẹp. Và mẫu card này thì cũng có khả năng là chuyển đổi qua lại giữa các profile xung giống hệt như mẫu Pulse 5700 mà mình đã nói ở trên.
Và kèm theo đó thì các bạn vẫn có khả năng là tháo quạt ra cực kỳ nhanh gọn như mẫu Pro ở trên luôn. Và đây cũng là điểm khá là hay mà mình không thấy nhiều ở trên tất cả các sản phẩm cao cấp khác. Đây cũng là một cái khá là ok, nhưng mà có một điểm trừ, đó chính là cái phần PCB ấy, thì họ sẽ không kéo dài ra quá nhiều. Và cái phần mà các bạn cắm nguồn là hai đầu 8 pin này, nó sẽ ở cái vị trí mà khá là khó để các bạn có thể đi dây đẹp được. Tuy nhiên thì đây cũng là cái điểm trừ duy nhất mà mình có thể thấy được ở trên sản phẩm này. Còn về những thứ khác thì các bạn vẫn sẽ có 4 cổng kết nối như bình thường ở trên phiên bản cơ bản, bao gồm những cổng HDMI 2.0 và những cổng DisplayPort 1.4. Và đây là một cái sản phẩm khá là ok nếu bạn nào đang muốn trải nghiệm những sản phẩm cao cấp của Sapphire. Nhắc đến tùy biến sâu thì phiên bản có sự can thiệp nhiều nhất từ phía nhà sản xuất chắc chắn sẽ là chiếc ROG Strix 5700XT đến từ Asus. Đây là phiên bản mà các bạn đã hỏi bọn mình khá nhiều về tình trạng hàng hóa của nó, và thực ra thì nó cũng rất đáng được các bạn để quan tâm. Và cái điều này thực ra cũng không có gì là quá bất ngờ, bởi vì là độ nhận diện cũng như là độ phủ của thương hiệu ROG Strix ở Việt Nam đang là rất lớn. Với phiên bản 5700XT này thì Asus vẫn tiếp tục cái phong độ của họ khi mà cái bộ tản nhiệt của họ vẫn được trang bị 3 quạt thế hệ mới. Đồng thời ở phía dưới vẫn là những cái tản nhiệt bằng đồng mạ nickel khá là đẹp. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chiếc cạc này nó là một chiếc cạc khá là dài cả về mặt tản nhiệt cũng như là về mặt bo mạch luôn. Chính vì thế mà những cái cổng kết nối để cấp nguồn bao gồm hai đầu 8 pin nó sẽ ở vị trí rất là tốt, và các bạn sẽ có thể hoàn toàn rất là dễ dàng khi mà muốn đi dây cho với sản phẩm này. Và tất nhiên là nó vẫn sẽ có một cái công tắc ở đây để bật và tắt đèn LED, hoặc là một công tắc để duy trì hay là thay đổi cái mức xung nhân. Và đây là những cái tiện ích khá là hay mà Asus trang bị cho người dùng của mình. Và nếu mà nói chỉ riêng về phần ngoại hình hay là phần tiện ích mang lại thôi thì Asus đã ghi điểm rất lớn với sản phẩm này rồi. Chốt lại danh sách dành cho những chiếc 5700XT tùy biến ngày hôm nay, đó chính là chiếc MSI 5700XT Evoque. Và đây là một cái sản phẩm khá là hay, và như một số người vẫn nói thì cái gì hay thì mình nên để ở phía sau cùng. Và các bạn nhìn vào đây thôi thì chắc cũng hiểu ý của mình là gì. Đây là một chiếc cạc khá đặc biệt với màu vàng kim hoặc là màu champagne tùy vào cách các mọi người gọi. Và khi các bạn nhìn vào phía sau cũng như là phía mặt bên thì chúng ta sẽ có một cái gọi là lớp chắn được có hoa văn cách điệu khá là đẹp. Và đây là điểm mà các bạn sẽ không tìm thấy trên bất kỳ sản phẩm nào khác. Nói về phần LED thì tất nhiên sản phẩm này nó sẽ không có LED, bởi vì là thực tế khi các bạn nhìn vào thì màu vàng này nó sẽ không hợp với bất kỳ màu gọi là RGB nào cả. Và đây là điều tất nhiên, MSI đã không trang bị cho nó đèn LED RGB ở trên cái sản phẩm này. Và nói về phần bảng mạch thì chúng ta vẫn có một bảng mạch bình thường và có độ dài hệt như phiên bản gốc. Và cái gọi là cái đầu cấp nguồn nó sẽ là đầu nguồn 8 pin cộng 6 pin. Tuy nhiên thì chúng ta đang nói về một cái sản phẩm limited ở đây, tức là phiên bản của nó là phiên bản giới hạn và các bạn sẽ không thể mua được sau một thời gian. Và vì thế nó cũng sẽ có một mức giá khá đắt so với những phiên bản 5700XT thông thường khác, nó rơi vào tầm khoảng 13.099.000. Như vậy là chúng ta đã nói xong về ngoại hình của cả 6 chiếc cạc này rồi, và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra hiệu năng. Mình cứ nhắc lại, đó là những bài kiểm tra của chúng ta sẽ tập trung vào hiệu năng khi chơi game cũng như là nhiệt độ. Mục đích là để tìm ra đâu là sản phẩm đạt được kết quả tốt nhất. 3 game ăn phần cứng ở thời điểm hiện tại bao gồm là Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey và Shadow of the Tomb Raider sẽ là những cái tên được thử nghiệm trong video lần này. Và như các bạn đã thấy ở trên bảng thì tất cả các mẫu 5700 lẫn 5700XT ở đây đều đã thực hiện được cái mức hiệu năng đúng như kỳ vọng ở cái mức giá mà chúng hướng đến. Chênh lệch giữa 5700 và 5700XT cũng không khác mức công bố của AMD là mấy khi nó nằm ở mức từ 10 đến 15% tùy từng game. Và chỉ khi đẩy độ phân giải lên 2K hoặc 4K thì cái mức chênh lệch từ 10 đến 15% kia mới được thể hiện rõ ràng. Và điều này một lần nữa chứng tỏ ý kiến cho rằng trải nghiệm của các bạn khi chơi game không hoàn toàn phụ thuộc ở cái thông số phần cứng, mà chủ yếu phụ thuộc vào khả năng tối ưu hóa của nhà sản xuất với mẫu chủ nhân đâu là hoàn toàn có cơ sở. Như vậy lời khuyên ở đây là nếu có ai có ý định chơi game mà đi Full HD thôi thì 5700 đã là quá đủ để đáp ứng phần lớn yêu cầu của bạn rồi. Số tiền chênh lệch tiết kiệm được thì các bạn nên đầu tư sang những linh kiện khác có ích hơn. Và 5700XT sẽ dành cho những bạn nào sử dụng màn hình 2K hoặc 4K, hay là những ai mà không quan trọng yếu tố lợi ích về giá cả lên hàng đầu. Tiếp tục xét đến một khía cạnh khác cũng được khá nhiều người quan tâm khi chọn mua cả màn hình, đó chính là nhiệt độ. Với tốc độ quạt được điều chỉnh hoàn toàn tự động thì chúng ta sẽ đánh giá được hiệu quả của từng thiết kế tản nhiệt một, cũng như là sự điều chỉnh trong firmware của hãng nó tối ưu hóa như thế nào. Và sau quá trình test kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bọn mình cuối cùng cũng đã có kết quả. Đó là trong số 3 chiếc 5700 thường thì chiếc Asus TOF Gaming X3 đã giành được chiến thắng đúng như dự đoán với khoảng cách khá ấn tượng. Còn về phía 5700XT thì phần thắng lại thuộc về chiếc Evoque đến từ MSI, mặc cho việc nó chỉ có 2 quạt mà thôi. Và tản nhiệt trên cả 6 mẫu cạc đồ họa đều cho một cái khả năng hoạt động ở mức khá khi luôn giữ cho GPU hoạt động ở mức nhiệt độ lý tưởng. Và như kết quả các bạn đã thấy thì ở những hạng mục giống nhau, tất cả những mẫu cạc của chúng ta ở đây đều cho những điểm số khá là tương đồng. Điều này thì cũng khá là dễ để lý giải, bởi vì là những chiếc Vega mà sử dụng chung GPU với nhau ấy thì nó sẽ có nhiệt độ cũng như là hiệu năng khá là tương đồng. Và nếu mà chênh lệch thì cũng chỉ chênh lệch vài FPS trong game thôi, không quá đáng kể. Và vì thế mình cũng rất nóng lòng muốn biết là các bạn nếu phải chọn những chiếc cạc như thế này thì các bạn sẽ chọn những mẫu nào dành cho riêng mình. Còn đối với về bản thân cá nhân mình ấy, thì nếu mà mua những chiếc 5700 thì mình sẽ chọn ngay cho mình chiếc 5700 của Sapphire.
Lý do tại sao đó là bởi vì mức giá của nó khá là cạnh tranh và cái tiện ích nó mang lại là vô cùng tiện. Mình rất là thích cái khả năng mà có thể rút quạt ra mà không cần quá nhiều thao tác ở chiếc càng này. Và đó, đấy là về phần chiếc 5700. Còn đối với 5700 XT thì sao? Mình sẽ chọn cho mình chiếc 5700 XT của Asus dòng ROG Strix này. Lý do là bởi vì là chiếc càng này khá là đẹp và nó có cái hiệu năng cũng như là nhiệt độ khi hoạt động rất là ok. Mình cũng thích là chiếc càng của mình có cái RGB nó phải sáng sáng lên một chút và cái thiết kế của Asus đáp ứng được yêu cầu đó. Và như vậy thôi, thì đó là những ý kiến của mình về những chiếc 5700 và 5700 XT đang có ở trên thị trường hiện tại. Còn các bạn thì sao? Các bạn có ý kiến gì về những sản phẩm này thì hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Và nếu đây là lần đầu các bạn đến với channel của Innovator thì hãy nhấn cho mình nút chuông nhỏ cũng như là nút đăng ký ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào của mình ra trong tương lai. Và như vậy thôi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.